Dạ vâng. Điện tử Cao Phong xin mến chào các bác. Xin mời các bác đeo tai phone và để thẩm âm tiếng súp rất là hay. Tiếng mục con đẩy một kênh chuyên súp SK Audio. Cao Phong đang test tiếng súp rất là hay. Với công suất các bác có thể chơi 2 quả súp 50 trong gia đình. Còn bình thường các bác chơi 1 quả súp hơi 50 thì cực kỳ là căng và thoải mái. SK Audio. Một cái size form của nó là size đại nhá các bác nhá. Chiều ngang của nó là tổng là 48 này. Cái chiều ngang là 48. Khi các bác trưng bày và giả âm thanh nó sẽ vừa form, rất là đẹp. Size chiều cao là size 2U, tầm vừa phải, không quá dày. Và cái chiều sâu của nó rất là ngắn, nó chỉ có 27cm thôi, hơn một găng tay thôi. Nên các bác để trong tủ kệ rất là dễ và đẹp. Đẹp xuất sắc các bác nhá. Hàng tuyển chọn, được sở hữu cho mình một nước sơn sần nhám. Size 2U, chiều ngang form là 48, size đại. Cắt súp rất là hay. SK Audio. Các bác đeo tai phone vào nhé. Cao Phong đang test một quả súp 50 để rất là xa nhé. Để rất là xa mãi đằng kia kìa. Đấy, nhưng mà nó rung hết đồ này các bạn. Rung hết rồi. Đó. Mới mở tầm khoảng 9 giờ thôi mà nó rung hết đồ đạc kìa. Đang test một quả 50 từ A2 côn 100 để rất là xa các bạn. Để tít đằng kia. Đó. Đó. Tiếng súp của nó rất là hay. Các bác đeo tai phone vào. Ngoài thực tế nó hay hơn rất là nhiều các bạn nhé. Thu qua điện thoại thì nó chỉ được một phần nào thôi. Đấy. Hàng tuyển chọn rất đẹp. Form của nó là form size đại. Nó có volume chỉnh to nhỏ nhá. Volume chỉnh cắt tần số cao thấp này, chỉnh gain này. Rất là đầy đủ. Đấy, hàng tuyển chọn. Các bác đang chơi những con âm ly, những con đẩy hai kênh mà muốn chơi súp hơi thì đây là một lựa chọn số 1 cho các bác. Và kể cả các bác đang chơi những con đẩy 3 kênh, 4 kênh mặc dù có chơi được súp nhưng không bao giờ bền, không bao giờ hay bằng các bác chơi riêng một con đẩy 1 kênh chuyên súp như này. Bởi vì cả một cái máy như này nó đủ hết tất cả linh kiện rất là nhiều, chỉ để chơi súp thôi thì chắc chắn nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Con này cực kỳ đẹp. Và lưu ý các bác mua đẩy thì các bác đừng để ý cái số này không phải là công suất đâu nhá. Cái số này tất cả đẩy là nó chỉ ghi cái số của nhà sản xuất thôi, nó ghi ký hiệu riêng của nhà sản xuất, cái số lô ra đấy. Không phải những con người ta ghi 10.000, 20.000 là công suất nó 20-30.000 đâu các bác nhá. Đấy. Con này công suất các bác cứ chơi thoải mái một quả súp 50 từ 280 côn 125. Còn nếu chơi gia đình bình thường những dòng súp 50 các bác chơi gia đình các bác có thể chơi 2 quả 50. 40 thì căng đét 2 quả luôn. Đấy, còn bác nào chơi 1 quả súp 50 thì thoải mái tất cả các mô đen của súp 50, kể cả loại lớn nhất. SK Audio. Đấy, size 2U rất là vừa. Chiều cao của nó vừa phải, nó chỉ tầm một ngón tay các bác nhá. Đấy, một ngón tay thôi. Và cái chiều ngang là 48. 48 nó bằng form với tất cả âm ly đẩy. Chiều sâu nó chỉ có 27cm, rất là ngắn, nên các bác để trong tủ kệ rất là dễ. Bình thường con đẩy khác nó toàn 48-50 thôi, nên các bác để trong tủ kệ là không thể để được. Hoặc là những cái form ngang của nó ngắn như này. Đấy, chiều ngang mà con những con đẩy một kênh nó ngắn ấy, nó chỉ bằng một nửa non như này, thì các bác để nó rất là nhỡ, nó cụt, nó bị hẫng. Nhưng cái form của nó là form đại này, thì các bác bày vào cái dàn âm thanh của nó là bằng form với các cái đẩy các bác đang chơi. Kể cả âm ly nó bằng âm ly luôn, nên rất là đẹp. Tất cả máy móc nguyên zin nguyên bản 100%. Đẹp xuất sắc các bác nhá. Quá tuyệt vời. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp SK Audio, hàng bãi ship tuyển chọn, các bác liên hệ với điện tử Cao Phong số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc. Em giảm volume một chút để quay phía sau các bác. Đánh một quả súp hơi 50 từ A2 của 100 em để máy trong xó kia mà nó rất là phê luôn. Đây con này nó có một cái công tắc đây, các bác muốn cắt súp trực tiếp từ con này thì các bác gạt sang một bên. Đấy, ví dụ các bác muốn cắt súp ở vang thì các bác gạt sang một bên. Rất là đa dạng để các bác lựa chọn. Đây tem này. Đường ra loa súp bằng gen xoáy kẹp jack new trích. Đường vào nó có cả đường vào, đường link đủ hết này. Nó có một đường vào và một đường link sang con đẩy khác nhá. Đấy, đẹp xuất sắc các bác nhá. Đây vào đây. Cái nội thất của con này nguồn đồng to này. Đấy, sò toàn bộ sò Nhật này, máy móc nguyên zin nguyên bản 100%. Con này chạy hai quạt gió nhá. Rất đẹp luôn, cực kỳ chất. Đấy, hai quạt gió và nó chạy nguồn đồng, máy móc nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, dây bọc chống nhiễu hết này. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp SK Audio, các bác liên hệ với điện tử Cao Phong số điện thoại 0772260096. Em giao hàng toàn quốc. Công suất em nhắc lại là các bác cứ chơi một quả 50, tất cả các loại súp 50, lớn nhất của súp 50, đánh căng đét luôn. Bát 40 các bác có thể đánh 2 quả 40. Đấy, chơi gia đình rất là vô tư mà tiếng súp, cắt súp rất là hay.
đèn volume cắt tần số giúp các bác chỉnh nhá. Đấy, các bác muốn nghe bao nhiêu các bác chỉnh đây. Đấy, cắt tần số giúp. Đấy, nút gain này, còn đây là vặn to nhỏ âm lượng, tăng giảm âm lượng to nhỏ này. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu những cái đấy, một kênh chuyên giúp SK Audio, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Các bác liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 0772260096, em giao hàng toàn quốc.